tươi mua mai bán đắt ha. Má cảm ơn Nguyên Thảo nha, Thầy Trang Ngô, Trần Anh Vi, kênh Nguyễn Hồng, Quỳnh Trang. Trời cuộc đời con ơi, coi thấy nó dài chứ không có dài, nó ngắn ngủn à. Em năm nay 59 tuổi mà ước gì được đủ duyên gặp được anh. Đây gặp rồi nè. Kim Phượng, nhân cách của má, đưa nhiều sức khỏe. Má cảm ơn Kim Phương nha, Kim Phượng nha. Hồng Triệu Thị, Hùng Phạm, chào em. Thi Thanh Nguyên, Quyền Quyền và Quỳnh Giao Nguyễn, Trần Anh Vi, Lụa, Phúc Chi, Kim Anh Nguyễn. Con thấy đến đổi mà mình sống sao mà bạn bè hồi mười mấy tuổi mà tới bây giờ nhờ cái drama này mới gặp má, ở từ ở bên bên nước ngoài về thăm má. Sống sao mà mấy chục năm người ta vẫn còn nhớ mình. Nhớ từng chi tiết luôn đó các con. Nay vô trễ vậy. Thích sự thật. Chào má Tư và mọi người trên kênh. Chào các con An Nguyễn, Hùng Phạm, Nhân Nguyên Thành, Trần Sinh, Mai Thi, Xuân A, 6868, Diệu Lê, Phượng Nguyễn, Nhân Quang Thành, Nguyễn Dung. Ơi sao khi má đưa cậu về nhà má có còn còn gì, vài nữa không má? Má không hiểu câu sao. Nguyên Dung, Vân Anh Trần, Nguyên Trần, hôm qua con ngáo nó bên bèm cả Kim Tử Long. Ôi cái con đó là con như chó sủa đó con. Con chó. Con biết ông cái vấn đề mà mấy hôm nay cũng bánh tét đưa lên cái vấn đề mà bài thơ đó. Cái bài thơ đó là má phản đối đầu tiên mà. Má phản đối đầu tiên. Má biết đó từ lâu rồi nhưng mà có má, tánh của má đó. Dù biết người đó như thế nào má cũng không có nói ra đâu. Thì kệ đi, mỗi người mỗi tính. Cái cỡ đó làm sao qua mắt má được. Nó về mấy lần mà con biết, má đại diện mà. Nó nhờ cậu, cậu nói thôi, cậu đâu có đi đến đi lui mấy cái hãng đĩa đó đâu. Cậu mới nhờ má đứng đại diện, vấn đề thu tiền đĩa phần trăm cho nó. Mà con biết về má giao cho cậu, giao cho nó. Nó lại nó chào má, má chỉ cười cái thôi chứ má cũng giao du cho nó làm gì. Mà để dám nói là nó về cậu mấy lần không biết. Video đó còn sờ sờ. Cậu giới thiệu thằng chồng nó tên Lân với ai má đâu sao má không biết. Mà nó nói má không biết là ai trơn, tự nhiên nhảy vô cái nó làm tri kỷ. Mà nhiều người lắm con, không phải trong, không phải ngoài nước mà trong nước cũng vậy đó. Cũng nói mà biết má đâu, nhào vô thời lúc Hồng Loan ăn ăn mì ăn gì đó không biết má đâu, đâu nhào vô. Ôi, cái, ủa chẳng lẽ giờ má má lo cho Hồng Loan mới phải báo mấy người đó, mấy người đó là cái đinh gì mà phải phải báo mà mở miệng nói được. Ủa vậy má không có là cái gì hết trơn, tại sao điện thoại nhờ má? Ăn ngang nói ngược quen à, ăn chó nói mèo thì cũng quen, nói mà không sợ ta cười. Họ nghĩ chắc má 70 tuổi rồi nha, tại vì mà chắc má hiền lắm, mà cũng không có khịa lại. Nói họ là lộn người đó chứ, họ có mắt như mù đó con. Hôm qua con tiên ngáo nói chửi Kim Tử Long quá trời luôn. Cái con nó chửi lâu rồi con, hầu như nó không ưa ai ngoài cậu. Nó yêu cậu yêu không được rồi nó bắt đầu nó thù. Mà trời xanh ra cái mặt của nó càng ngày như con heo nọc. Có sao đâu, ra tòa có mát có sao đâu. Ra thì càng tốt. Có con má Tư có dòng cánh thật mà má có min.
Có gì đâu, bình thường thôi con. Chị Hồng một bà chào má yêu, chào Thanh Phương nha, Minh Nguyễn. Má con nghĩ ngày ra tòa má đưa anh mình cũng thiếu gì người có bằng chứng con. Cái chuyện nó rõ như ban ngày rồi, có gì đâu, đâu có gì phải nói đâu. Thật chứ con, ví dụ như là mình con người mình có sĩ diện, mình làm đúng sự thật nè, 100 cái sao kê má cũng đưa ra, đúng không? Nếu mình làm đúng chuyện là mình không ai đụng vi phạm tới mình, không ai xúc phạm tới mình được. Mà cái kiểu mà không làm sao kê là đã hiểu rồi, đâu không có còn cầu siêu nghĩ gì hết trơn á. Nó quan cho tôi không được nha, tôi làm từ chi tiết một, một cái lá rụng tôi cũng kê khai lại luôn mới đúng chứ. Mà tại sao mà lại sao kê không sao kê mà nói người ta vu khống cho mình? Bây giờ đi mua vô trong siêu thị mua bất cứ gì cũng có hóa đơn, đi làm cái gì cũng có hóa đơn hết trơn á. Ai xúc phạm mình nói quan cho mình đưa ra hết đây. Tôi mua cái bồ nhùi vậy là rửa chén nè, tôi mua cái chổi chà nè, quét sân nè, tôi mua cái bình xịt mũi nè, bao nhiêu tiền? Đừng có chuyện lớn, cái chuyện nhỏ thôi. Mà không làm thì đã hiểu rồi. Cái đó là con biết không, mình đến pháp luật rồi á, làm theo tuần tự chứ không phải là góp góp một lúc làm một lúc được. Chuyện gì ra chuyện đó, chứ không phải mình đi chợ mình mua lúc 5 món ăn 6 món ăn được con. Đến pháp luật phải từ khâu xong rồi mới xong cái khâu này mới tới khâu tiếp, chứ không phải như cá nhân của mình muốn làm sao đó là mình dồn vô một lúc 4 chuyện được, không có làm gì được. Thì đúng rồi con, phải làm từng từng khâu một thôi. Có điều hành kinh trên nhường dưới Trần Anh V nha Cherry.